Hello, good morning cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ quay cái vườn của mình cho cả nhà coi, với cả nhà cùng mình đi cắt rau nè, bầu mốt, rồi dưa gang nó chín nó rụng luôn rồi cả nhà, rồi cà chua nữa. Rồi mình quay một vòng để cho cả nhà coi nha. Cả nhà coi cái cây giấm của mình nó tốt rồi nè. Còn đằng kia là rau mơ, còn xa xa đằng kia nữa là đậu bắp nha cả nhà. Còn cái này là rau muống nè, mình cắt 2 tuần trước mà hôm nay 3 thùng này nó ra gì đây nè cả nhà, quá xá tốt luôn cả nhà ơi. Còn trong đây là hẹ với rau thơm. Cái cây na này, cây miếng cầu này bữa hổm mình mua mà không biết chừng nào có trái, còn mua còn nhỡ quá. Rồi mình quay ổi cho cả nhà coi luôn. Ổi của mình bữa nay trái nó bự dễ sợ rồi cả nhà. Ồ, có 2 cái trái này nè, nó chín rồi cả nhà, trái này bẻ được rồi nè. Và cả nhà biết không, cái cây ổi này đó, mình nhìn nó mình cũng buồn cười ông chồng mình lắm. Có mình ăn kia mình ăn 1 trái, còn 1 trái chín mình để cho cha với mẹ. Nhưng mà ông chồng mình đi ra ông thấy nó chín quá, nó rụng xuống cái gốc này, cái ông đem ông lượm ông giục bỏ, uổng dễ sợ luôn. Không, cây này nó cũng chín rồi nhưng mình cắt nhánh xong bây giờ quá chừng nó ra bông luôn cả nhà, nó ra nụ nhiều lắm luôn á. Cái trái này bẻ được rồi nè, trái này chín rồi nè. Ô, sụp sụp nó rụng luôn rồi, nó rụng đâu rồi? Ô, đây 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 đây. Ô, cái ổi này nó thơm dễ sợ này, nó rụng mình đụng nó chín rồi nè. Ô, trái này cũng chín luôn rồi nè, trái này bẻ được nè, ăn cho nó ngọt. Ăn muốn ăn giòn là ăn gì đây nè. Ồ mà nó thơm giả mạng luôn cả nhà. Ồ, cái công nhận cái ổi này nó thơm hết sức thơm luôn. Cái trái này mình nghĩ bẻ cũng được rồi nè. Nè, cái trái này nè. Mà thôi sáng mình bẻ 2 trái này ha. Vậy để mình coi cái trái này coi bẻ được không, bẻ luôn đi. Đây mình bẻ cái cây bên kia 2 trái rồi nè cả nhà. Nó thơm khủng khiếp luôn á. Hồi nào tới giờ ở đây mình mua ổi nó thơm nhưng mà nó không có thơm giống như trái này. Thôi bây giờ cái trái này mình ăn được luôn rồi cả nhà, ăn cho nó giòn. Bẻ luôn ha cả nhà ha. Cái trái này bẻ được luôn rồi, mình bẻ trái này cả nhà. À, gì đây ăn mới ngon nè. Cái trái này ngày mai cũng ăn được luôn, mình nghĩ ngày mai ngày mốt. Thôi mình ăn đi, tại vì ông chồng mình ông ra ông thấy chín quá cái là rụng cái lọc bẻ ông giục. Trời ơi, chịu không nổi luôn, cái này quý muốn chết luôn. Ngày hôm qua ông bẻ ông giục một trái mình về mình tiếp á. Ồ, cái trái trong này bự quá luôn, cái này chắc ngày mai ăn được rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình qua bên kia mình lụm dưa gang, nó chín nó cũng rụng ở dưới gốc quá chừng luôn rồi cả nhà. Đi cả nhà cùng mình qua mấy ăn kia lụm dưa nha. Mình quay cây ổi xong bây giờ mình tính quay qua mấy ăn kia mà mình thấy ở đây có trái nữa, mình quay cho cả nhà coi luôn nè. Mình cắt đọt bây giờ quá chừng nó ra bông ra trái nhiều luôn cả nhà. Đây. Sabo, vú sữa, thanh long của mình là mùa sau là bảo đảm có trái nha cả nhà. Đó. Quay cho cả nhà coi nè, cái cốc dễ thương quá. Nay có cái đồ đẩy rồi nó nhẹ nhàng nhẹ lên. Còn cây ớt của mình cây ớt của mình trái mình không có bẻ cả nhà, mình để mình quay cho cả nhà coi đó nè, cái trái. Bây giờ hả, cái cây ổi này nó dễ, cái cây ớt này nó già rồi, cái lá nó sắp rụng rồi mà cái trái nó chín đỏ hết trơn vậy nè, đẹp hết biết đẹp luôn rồi cả nhà ơi, quá xá đẹp luôn. Năm sau mình sẽ trồng thêm nhiều chậu nữa, mình quay cho cả nhà coi nha. Ồ, nó chín nè, đây nè, trái tận dưới gốc luôn, trái tới dưới gốc luôn cả nhà nè. Quá trời. Cái vàng bí đao của mình hôm nay nè cả nhà, gần 20 trái luôn á, mà không tính trái nhỏ đó nha cả nhà. Bí đao này bí đao trắng tròn, rồi bí đao dài trắng có nó nằm thuốc trong đó luôn cả nhà, thấy ham không? Rồi hôm nay mình sẽ bẻ chanh dây luôn cả nhà. Đây mình quay lại đây cho cả nhà coi. Xong rồi cha vô rồi cha. Rồi có bí đao nè cả nhà, bí đao nè cả nhà, bí đao thấy ham hết sức. Cái này. Ấy đi, còn ở đây ông chồng vòng này nữa ông chồng.
qua trời qua đất luôn. Ấy cho tôi đi trồng luôn. Thấy hàm hết biết rồi nè. Mẹ đang nói với cha là trồng thêm rau má ra đó cả nhà. Trồng thêm một vòng nữa nữa đi. Rau má trồng thấy hàm. Nè đây bữa nay nó ra trái bự nữa nè cả nhà. Rồi trái bên đây nè. Trái này nè thấy thấy cưng hết biết rồi. Rồi bây giờ chanh dây chín rồi. Bẻ chanh dây luôn. Ồ cái trái này nó bự. Ồ coi nè. Có cái con gì nó bu. Bún rồi cho hết. Bún mấy con. Nó chín rồi mình hái đi đó thôi nó rụng. Ồ ơi. Bữa hổm tưởng đâu thấy nó rụng quá, tưởng đâu không được ăn rồi á, thì nó rụng nó hư hết. Ai nhà đưa bữa nay bẻ được nó hồi vô. Quậy miếng nước chanh uống thử coi nó làm sao coi. Chanh này nó ngon. Bữa hổm cô không có bẻ nha mà cô lụm mấy trái mà cô nói ngon lắm. Con trái này nè, bên đây nè. Nè. Ngay mắt con. Đây hả? Ừ. Trái này bẻ luôn hả? Bẻ luôn, chín rồi. Rồi bẻ. Bẻ cái bỏ xuống đây đi, hồi mình lấy đồ lại đây mình lấy. Mấy cái vàng vàng này bẻ cái hết đi hả? Nó rụng hết. Vui rồi cái nhà. Có bẻ ăn là vui rồi đó. Nhiều luôn, đây nữa nè. Ở đây còn nhiều trái bự lắm. Mấy cái vàng vàng này. Còn nhiều trái bự lắm luôn á. Thơm chứ. Đứng đây mà nghe thơm đó chứ. Cái chanh dây nó chua mà nó chua ngọt. Ngon. Rất là ngon. Chanh dây này uống cũng làm thuốc hả? Ừ. Làm thuốc. Còn nhiều lắm nhưng mà mình bẻ mấy trái vàng thôi cả nhà. Nè. Rồi nè, xuống đây được nhiêu đây nè, đi đẵng lấy cái gỗ lại đựng. Này mấy trái này nó rụng. Nó rụng dưới đây. Đụng hết rồi đi, đó hồi cho cô đẵng mấy trái. Cô thích nè. Ồ, mấy ngày nay nó chín dưới đó quá chừng mà không thấy nó rụng nhóc ở dưới. Rụng sát bên cây nè, mấy gai héo héo sau lưng con gà lụn luôn. Sát ở dòng máy đó. Rồi dưa gan nè, cả nhà dưa gan. Dạ. Dạ. Nè, trái dưa gan nó chín nó rụng xuống đây luôn rồi cả nhà. Chồng bỏ ngay chân chỗ này nè. Ồ, nó thơm. Thơm dễ sợ luôn. Đây nè cái sỉa của mình nè. Giờ mình đi lụm rồi mình bỏ vô cái sỉa mình từ từ. Đi hái cà chua rồi nữa, quá chừng cà chua chín luôn rồi. Đi qua anh kia lụm trái dưa gan bên kia nữa cả nhà. Rồi bẻ cây táo này luôn nha cả nhà. Cây táo này là siêu lùng luôn, mà siêu dễ thương luôn nha cả nhà. Cái cây táo này được cũng bộn trái mà tại hôm nay mình ăn á. Trời ơi, thấy cưng quá à. Cây táo này 3 năm nữa thôi là thấy cưng lắm. Rồi, cảm ơn cây táo nha. Ở dưới đây trái nó mẹ mình thấy mình không thấy. Đây. Hôm nay mình ăn rồi, bữa hôm nay còn được 2 4 6 8 trái. Rồi qua bên kia hái tiếp cả nhà. Hôm nay mình sẽ bẻ đợt này là đợt 3 đợt 4 rồi mình sẽ ruộng dây luôn cả nhà để mình trồng cải ở đây nha. Rồi nguyên cái clip này hôm nay mình sẽ thu hoạch hết. Ồ cái này còn trái nhiều lắm luôn ngoại ơi. Quá xa trái luôn. Ừ, hôm nay mình sẽ bẻ hết cái này mình ruộng dây nha cả nhà. Quá chừng quá đất trái luôn cả nhà ơi. Trái dễ sợ. Cà chua trồng trong chậu nè. Nó chín nè, hôm nay mình cũng sẽ bẻ nó luôn để nó chín quá cả nhà. Bây giờ mình hái vô mình ăn sống rồi mình nấu canh chua, canh mặn thì mình bỏ vô cũng được. Để nó chín nó cũng rụng hết. Này có đi chợ mua đẹp. Cá gì đó để cá gì mà con hay. Dạ mẹ nói con biết rồi, cá đó ở trong chợ Costco á. Về nấu canh mặn, canh mặn nó bỏ cà chua vô ăn ngon lắm. Mèn mọi cái cây cà nè. Trái từ dưới gốc lên tới ngọn luôn cả nhà. Đây nè. Đây nè. Thấy thương quá, nhưng mà bữa nay mình sẽ hái nó. Rồi hái cả nhà ơi. Rồi cả nhà cùng mình hái nha. Này đúng là không biết đường nào hái luôn, nó quá sát cà chua luôn. Sáng nay nhà mình đi ra thu hoạch hơi bị nhiều quá cả nhà. Ổi rồi. Táo, cà chua, bầu, mớt, rau, còn rau nhiều lắm nhưng mà mình sẽ hái từ từ để coi hôm nay mình hái với cái gì để mình không mình coi mình hái bao nhiêu. Bữa nay cây cà này nó chín nhiều quá rồi, mình hái chắc trụi cây cà này luôn, đặng mình trồng cái khác. Mùa lạnh tới mình sẽ trồng cải nha cả nhà. Làm không cái nè, trái đỏ tươi luôn á cả nhà.
hôm nay cái cây này nó chín khoảng một tuần mấy á, mà mình không có bẻ, mình để mình ngắm. Sáng cũng vậy mà chiều cũng vậy nữa, trước khi đi làm là mình chạy ra đây mình coi, mình ngắm. Mình ngắm xong rồi chiều mình đi làm về mình cũng chạy ra đây mình ngắm. Cà chua năm nay mình trồng tới một nguyên một clip chạy dài nhiều lắm luôn, 2 clip luôn, mà cho nên nhà mình năm nay trồng hơi bị nhiều cà quá, ăn không hết cả nhà. Mùa lạnh sắp tới ha, cũng còn 4 tuần nữa là lạnh rồi đó cả nhà, tới tháng 10. Đây nè cả nhà, mình bẻ mình bỏ xuống dưới cái gạch nè, cưng không? Giờ lấy cái gỗ bỏ vô, chỉ có một cây chỗ này thôi đó. Tiếp ngay chân chỗ này mình hái cái cây thôi, nãy giờ mẹ mình hái bên cái hàng chỗ này nó nhiều lắm cả nhà. Ngay chân chỗ này nè, mẹ biết bao nhiêu đợt rồi mà còn nhiều lắm. Bây giờ mẹ mình giống như cô ba hái cà. Cô ba đi hái cà nè, trái quá chừng trái. Đổ vô đây một bao phân, bữa nay cây măng bự bự hết rồi. Dạ, cây măng bữa nay tốt quá chừng luôn rồi. Cà chua này còn trái dễ lắm á mẹ. Còn ở đây nguyên một vòng không nữa nè. Nhiều cái này nó thôi nhẹ, lấy nhổ này rồi lấy cái này nè, gào dựng đứng cái này lên ăn giải rồi ăn cho dạ. Này mấy cây măng đó có cây mình gào cho nó đứng ngay gào lại, nó đứng lại luôn nè. Lấy dạ. Cái này nè, hai cái này dạ. Hai cái cọng cây đó đó, hai cây đỏ đó đó. Quá trời quá đất, cà thấy ham luôn. Cái dòng rau đai này nè, mình để mình lấy giống, mình lấy trái mình làm giống nè cả nhà. Mà bây giờ nó chín nó nứt ra luôn. Bây giờ mẹ mình với mình sẽ hái cái trái này mình đem mình phơi. Vậy con tưởng đâu nó không có rớt ra chứ. Nè, rụng con coi dưới đây nè, đúng rồi mẹ mình hay thiệt luôn chứ. Lần đầu tiên mình mới biết là cái trái cái trái rau đai này nè, nó chín nó sẽ nứt ra, nó tự rớt hột rồi cả nhà. Hết trơn luôn. Có ngộ quá ha. Trời ơi, mẹ mình không thấy là mình còn không nói, mình không biết luôn đó. Cái trái ở dưới đây nó rụng hết trơn luôn rồi. Đụng vô cái hột nó rớt. Ôi ơi. Cái nè, cái trái cái rau đai là nó chín nó tự bể ra, nó rớt hột. Cho nên bây giờ mình bẻ luôn cả nhà ơi. Mình bẻ mấy cái trái này mình làm giống. Ở đằng chợ đó, mùa đầu tiên trồng rau đó cả nhà biết không? Mình đi lại đằng kia mình mua một cây một đồng á cả nhà. Một cây và một đồng á, mình mua 10 cây. Cái này này dài bữa nó khỏi cần. Mình về mình làm giống á. Nó lên cho nè. Rồi bây giờ mình bẻ cái này mình phơi mình làm giống. Ăn chợ mua mắc lắm. Đây là cái rổ này mẹ mình hái ở trong cái vòng ở trong kia. Trời ơi, con Nguyên nó chùm này. Trái quá chừng luôn. Rồi bây giờ cái này mình sẽ lượm mình bỏ vô. Mấy cái trái nào chín quá thì mình bỏ luôn đi chứ mình. Ồ, thấy ham á. Cái này đi vô rửa ăn một cái nó ngon cả nhà ơi, ngon dữ lắm. Ngọt xớt mà nó thơm bưng. Ổi của mình hồi nãy bẻ cũng vậy nữa, mèn ơi, lâu lắm, mấy mươi năm. Không có trái ổi nào mà chín cây mà nó thơm giống vậy. Ở đằng chợ nó có bán mà không hiểu sao nó không có thơm nha cả nhà. Nó thơm. Rồi, giờ mình sẽ hớt cái này mình bỏ vô. Rồi đầy nhóc nữa nè. Hôm nay mình bẻ không biết bao nhiêu gỗ này luôn cả nhà. Rồi, đầy nhóc một gỗ cà chua luôn. Đầy nhóc gỗ cà chua chín cây luôn cả nhà ơi. Đất này hôm nay mình bẻ cũng nhiều đợt lắm mà bây giờ nó còn chín nữa, chắc hôm nay mình hái cái này luôn cả nhà ơi. Nè, hôm nay hái 2-3 đợt rồi. Một đũa này 2 ngày mình cắt 1 lần, 2 ngày mình cắt 1 lần cả nhà. Rồi có ra trái cái nè, siêu trái luôn. Rồi. Ở trong kia mốp nè, nó trốn ở trong đó quá chừng luôn. Bầu nữa, bây giờ mình sẽ cắt luôn cả nhà ơi. Cái bầu ở đây thấy cưng quá chừng luôn nè. Cha mình làm cái vàng gì đây nè. Nè, mình đứng xa xa rồi quay cho cả nhà coi. Cha mình làm cái vàng đưa ra giống như cái mái hiên. Bây giờ bầu nó với đầu đũa nè, nó mọc xuống rồi thấy cưng hơn cả nhà. Nè, thương hết biết. Bây giờ mình sẽ hái cái bầu này. Cả nhà coi nè, cái hàng gạo này nó bò xuống mà kinh nè. Đậu đũa với mớp hay nó xuống đây quá chừng luôn nè. Giờ mình cắt cái này luôn. Cái vườn mình á thu hoạch là xứng đáng luôn cả nhà. Cái vườn mình đồ thấy mê lắm cả nhà ơi. Cái này trái bầu nè. Tên tèn. Nó trắng tươi, nó non nhút à. Ngon quá. Rồi vô bên kia mình cắt mớp luôn. Cắt mấy cái trái đậu mình luôn.
nhầm khi á, hai ngày ra mà cắt cũng nhầm trái nó cũng già luôn đó cả nhà. Bây giờ mình cắt hết cái nào mình ăn được thì ăn, và cái này nó cũng tiện lắm, nếu như mình trái nào nó già quá đó thì mình bỏ vô mình làm phân cả nhà. Ồ, cái chùm này thôi quá xá luôn. Mình cũng thích trồng mốt, mốt rồi tới mùa lạnh thì nó sẽ ra trái nhiều lắm nha. Cũng vậy cái nhà, mốt mà mình cắt mà nó có già để mình bỏ vô mình nấu súp, mình lấy cái nước nó rất là ngọt luôn á cả nhà. Đây nè, cái hàm hết sức rồi, trong đó nhiều lắm luôn á hả mẹ hả? Ôi đó, ôi dạ. Đây cái trái bầu này nè cả nhà, ở trong cái hàng này nè, cây cối không vậy đó mà nó cũng mọc ra cho mình trái bầu coi nè, cái hàm quá. Thôi ôi, ủa sao hồi đầu mua tới giờ con không có thấy cái giống này mà tự nhiên bữa nay có cái giống bầu này, nó y như là trái củ hoa tây gì cả nhà, nó dài thon lòn mà nó sọc sọc gì đây nè, cái dài nhìn kỹ nó giống như trái củ hoa tây vậy á, quá trời đã luôn á, thấy ham quá nè cả nhà. Coi nè, giống như hồi lúc trước á mình thu hoạch biết bao nhiêu đợt rồi, nhưng mà dây cả nhà thấy không, cái lá nó vàng luôn, giống như nó già rồi mà nó cho trái, thấy ham không cả nhà. Nè, trái này là để giống. Cả nhà thấy nó nằm không dưới cái mé này nè, nhiều lắm luôn nè. Nè, cả nhà thấy không? Nó trốn ở trong đây mấy trái nè. Ồ ôi. Hai ba bữa nay không có ra quá chừng luôn cả nhà coi nè. Nè, trái này nó cũng già luôn rồi. Thấy ham không cả nhà? Nè mình sẽ cắt cái này nha. Để cắt cái này, ở chỗ này con trái nữa nè. Cắt hai cái bầu đó luôn. Này á, nó già mình vô mình nấu súp cũng được nó cả nhà, còn cái non á mình ăn với mình cho. Cái này á mình có nhiều quá thì như vậy đó chứ mà nhà không có trồng á, bẻ được cái mốt này nè ăn rất là ngon nha cả nhà. Ở đằng chợ á, nó có, ở đây trái hai ba bữa nó nhớ nhắc con rồi mẹ. Trái nó còn non nè. Mình đi lại chợ mình mua có cả nhà, mà mình không hiểu sao á. Mình đi vô chợ á, à, đây con cắt từ đằng này con cắt lại. Mình không hiểu vì sao ở đằng chợ có bán nhưng mà mình về mình mua. Trời, cái mốt mà mẹ lại nói trái bầu. Trái mốt. Dạ. Dạ cha, dạ. Ồ cha, mình chỉ đằng kia trái bự, thật là bự luôn nè. Mẹ nhìn sao mẹ nói trái bầu. Nó bự quá mà, trái mốt bự quá mẹ, mình tưởng trái bầu luôn. Đằng này trái mốt cái này nó ngon cái này cả nhà. Ồ thấy ham thôi biết. Năm sau đó mình trồng á, mình quay ra cả nhà coi mình làm cái vàng bự ra nữa cả nhà, ghi lát à với mình nha. Cái ham quá chừng luôn đi. Cái này. Cả nhà nhớ thả tim cho mình nhiều nhiều nha cả nhà ơi. Mình cảm ơn cả nhà thiệt cái mốt này đó. Giống như trái bầu. Trời ơi, cái giống này nó tốt quá chừng luôn đi. Quá tốt luôn. Cắt cái trái này chỗ tay con nó bỏ luôn. Cái này cái này. Cái này hả? Ừ, cắt bỏ. Thấy ham quá. Mấy cái trái này giống như cuối mùa mà mấy cái con kia nó bu bu cho nên nó bị đen ở ngoài thôi, không sao. Này mấy cái trái chấm chấm á, giống như mấy con ong đó, nó bu vô mấy con bươm bướm, mấy con cầu cào đó, nó bu vô cái, nó bị cái vỏ đen đen. Rồi cái trái mốp này, hàng này là hàng nhất luôn nè. Rồi cái trái mốp này nè, cái ham hết biết luôn rồi. Đây trái nữa, trái này cắt luôn được nè. Cái này cái này. Wow. Rồi, ở ngoài kia hai trái nữa, một trái bầu. Ôi đằng đó hai trái nữa kìa, ngoài kia hai trái nữa. Là cái này 9, 11, 12, 13, 14 trái mốp luôn. Rồi bây giờ mình ginh mình bỏ vô xịa. Bẻ cây táo này cũng 3 đợt rồi mà bữa nay nó cũng còn ra trái nhiều quá cả nhà ơi. Nè. Thấy hàm hết biết không? Rồi trên đây nữa nè cả nhà. Mình quay lên cho cả nhà ơi. Hôm nay nó vàng rồi. Chắc khoảng 3 bữa nữa hái ăn cũng được rồi đó cả nhà. Cái cây táo này mình thích ghê luôn á. Cái trái nó y như trái cà na mà nó bự, thật là bự. Mà quan trọng là nó ngọt, nó ngon. Cái thịt nó rất là chắc. La quế của mình nó cũng quá xá tốt luôn cả nhà. Quá chừng luôn. Coi nè. Cái này năm sau nguyên cái chỗ này chắc dữ dằn, nó đang ra bông nè cả nhà. Bông của nó đẹp quá, nó giống như là cái flower luôn vậy. Nè. Bông lá quế đẹp quá ha cả nhà hả. Cái cây mâm xôi của mình bữa nay nó cũng chín quá rồi cả nhà. Ôi ôi nhiều ghê luôn chứ.
tham quá chừng luôn. Mình cái này đó bữa hổm mình mua ở trong chợ Home Depot cả nhà, nó rẻ nha cả nhà. Cây này hình như nó có mười mấy đồng à. Ui thì Ngân ơi, bẻ vô ăn với muối ớt ngon lắm thì Ngân ơi. Cầm đi cô Thủy bé, con xe hai tay. Ờ con cầm vậy nha. Rồi có à. Ôi thấy ham quá chừng luôn đi. Đây nè. Ô cái này chấm muối ớt ăn ngon lắm luôn. Mấy cái trái này nó còn hơi đỏ đỏ. Nó chín là nó chuyển qua màu đen hết là nó mới ngọt nha cả nhà. Còn nó còn ở bên còn nếu mà mình muốn ăn chua thì mình hái đỏ đen. Còn mình muốn ăn ngọt thì mình hái đen hết nha cả nhà. Ồ thấy ham hết sức. Hôm nay mình ăn nhiều lắm luôn á. Cái này còn ăn hoài luôn cả nhà. Coi trái còn ra nè. Ồ trái này to đùng luôn. Thấy ham quá. Rồi cặp ở đây nè. Một cây một trái hai con thúng là đây nè. Nó có con trái à. Nó bự thấy cưng hết biết. Bởi vì mình nói có còn hơn không là vậy đấy cả nhà. Có con trái còn vui hơn là không có trái nào. Này tại vì mình mua cái cây nhỏ đó cho nên là nó ít trái, chứ phải mình mua cái cây chiếc đó là có trái nhiều. Cái này mình mua cái cây nhỏ trong chợ Home Depot. Cả nhà ơi thấy ham quá. Nó thơm dễ sợ luôn á. Nó thơm mùi ổi, nó thơm mùi dưa gan nữa cả nhà. Hồi nãy giờ mình ra mình cắt nhiều đây cho cả tiếng hồ rồi đó. Bữa nay mình thức sớm á. Tại vì hôm nay chủ nhật á, mình còn phải đi làm nữa, mình thức sớm nè. Mình ra mình hái ổi nè cả nhà. Trời ơi coi trái ổi nó ngon nè. Nó thơm cái này cả nhà. Ổi này là ổi ruột đỏ đó. Mình ăn rồi nó rất là ngọt luôn. Mình hái bữa sáng này mình hái được 4 trái ổi với chanh dây. Còn dưa gan là nó chín nó rụng nó thơm quá chừng luôn cả nhà. Rồi cà chua nè, cà chua nguyên một gỗ luôn nè. Cà chua nguyên một gỗ này luôn nè cả nhà. Nè. Cái này cả nhà. Thấy ham không? Cà chua mà hái gì đây nè. Mà cà chua này là cà chua nhỏ nghe chứ không phải là trái bự cà chua bi đó. Mà mình hái một lần mình hái một gỗ gì đây nè. Nó nhiều lắm luôn á cả nhà. Nhiều lắm. Rồi là bầu với mớp. Bây giờ mớp trái nào bự quá thì mình vô mình hầm mình lấy nước súp để nấu hủ tiếu. Còn cái trái nào non thì mình xào lòng gà ăn cả nhà ơi. À, rồi bây giờ mình sẽ ghim cái này đi vô nhà. Mình nấu ăn. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Đừng quên bấm nút like và share đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà thiệt là nhiều luôn đó. Thank you. Bye bye. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye. Bye cả nhà.